Huyện Chư Pả hiện có trên 50% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Serai Bana. Toàn huyện có 73 người có uy tín trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có đội ngũ người có uy tín, luôn tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nên nhận thức của nhân dân ngày một nâng cao. Từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Những người mà già làng uy tín trong các thôn làng đó thì họ mới căn cứ vào chương trình, mục tiêu để mà truyền đạt lại bà con nhân dân bằng mọi hình thức. Thứ nhất là lồng ghép tất cả các cuộc họp của làng, cuộc họp của các chi bộ và đặc biệt là trong các lễ hội của làng. Trước khi làm lễ hội theo truyền thống thì những người uy tín đó luôn luôn lồng ghép để tuyên truyền, diễn đạt cho bà con thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đó. Thì như vậy đó là như ta đã thấy thì từ cái đó thì bà con dân rất là đồng tình ủng hộ. Làng Giang Hai, xã Gia Phí, huyện Chư Pả có 100% dân số là dân tộc Serai. Trước đây cuộc sống của nhân dân trong làng rất khó khăn. Với vai trò là người có uy tín trong làng, ông Rơ Trâm Rích đã tập trung vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, cũng như thay đổi nhận thức trong đời sống hàng ngày. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong làng đã tập trung làm kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. 5 năm liền, làng Giang Hai được tỉnh, huyện công nhận là làng văn hóa. Để công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, để chuẩn bị thì để chuẩn bị làm kinh tế thôi, làm cà phê, cao su, bơ lê để phát triển kinh tế theo nghị quyết của Đảng. Bây giờ thì để cho đỡ được giảm nghèo như thế, mà thứ hai để bảo vệ an ninh chính trị trong thôn làng mình. Ông Rơ Trâm Đê cũng là người có uy tín điển hình của huyện Chư Pả. Năm nay tuy đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn tâm huyết với công việc của mình. Hàng ngày ông thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con trong làng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư, phát triển kinh tế và nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Vận động cho dân làng mình. Nhất bây giờ thì làm cà phê này, làm cao su này, bơ lê này, cây điều này, đó, dân làng mình thì vẫn làm, chấp hành cho mình, đóng tiền cho dân làng mình, bây giờ là chấp hành rồi. Nhất là thế nên đi xe mặc bộ to này, đi áo quá, đi đinh nào, còn nào mình đi tới trong nhà luôn, mình phải đi nói cho, đóng tiền cho anh em bà con, con cháu ở đây. Có thể nói, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Pả đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành quản lý của nhà nước, từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ Tổ quốc.